bà tôi sẽ nghe chuyện đại công tử tham đàn tôi sẽ là gặp sai tổ là bị cam bị thi san tiền sẽ được cái CNC chết đi cướp ban này không thay ní cứ cam bị thi dương miền bắc thiên bọt tham ấy mũi tiệt tẹo tôn từ nâng khai thà vậy tới đại chia xã cần bà xã cần chẳng xã cần xã cần là phiệp bà xã cần là phiệp tầm khan bền tén hay việc không đại này không bật tụp sai tổ cho mỗi chuyện bạt về ní chụp cho mỗi lục sọc bị sắt đại chia bờ thiên sama cung xã cần với miền campuchia bạn chỉ biết xuống lục sắt bạn và bờ thiên sama cung xã cần với miền cứ nơi miền mèn một miền bạn chẳng ngờ đời xa tại khi một cái thà sầmai ní cứ chia sầmai muối đại cái pin thì dùng từ lừa cầm đất xã cần và là cầm đất này vẫn đất thấm ít và cả ở miền xây tất cả đồ loài miền lôi vậy đó miền lôi trả bạn chẳng lục sắt ai bị vô bạn thế sama cung xã cần với miền Campuchia nó dương bậc cao bị phê nó hơi bằng khăn nó không cùng nó ở quay sầm khăn được bạn bạn ở con bọn ở sầm nu để bọn miền bắc sang mình nhé mà công sắc ăn với miền campuchia dương nó cứ bàn bậc cao láng tăng bị chăn năm pi pon phẩm buồn ca bậc cao ở công sắc ăn với miền campuchia láng cứ chia ca và mô phát đồng bạn nhẹ để rô si không mình bạn pol cứ ảnh dụ đại cao sai sầm buồn chăn năm bạn ở miền ca chúc cho mùi chia platform chia sầm lên đầm bay ở quạt chui cái này từ bên tầm một nơi không chân cao rồi số kế cái hai tha cluster bông tại ní viêm mình chỉ cluster rú mới chẳng gì tha còn là tha chỉ ca chụp chôm mũi bạn chụp chôm mũi mà tha chỉ objective này mà cũng nó cứ tha nó phải để dân chụp chôm tới cứ dân ai chỉ không rút phép mà cũng chẳng cứ dân ban bằng ca ơn bằng ca ơn mà tập hiệp rồi bỏ chỉ mà chắc mà tập hiệp đang không mà cũng nữa bà đầm bay ở quạt ban riêng sốt bị khnhiệt từ bên từ máu bộ bịa thắc không may như thế không may xây bền thèn không may xây bạn bạn chẳng như thế quạt tây ca ca bằng hai phẩy bạn đầm bay ở miền phía châu tây nước non bị sai thua được cái chỗ quạt bạn hãy có lòng mà chẳng miền cam phía mấy cái đấy đôi chút miền rupee ở trán nữa nè bạn ní chỉ rupee muối để dùng ban lực dầu màu và hãng cứ cứ dùng thua chỉ riêng rồi cho nên hai ta thì bia sẽ cần phía ពិភពលោកបាទពិភពលោកសប្តាហ៍សហគមន៍ពិភពលោកបាទសប្តាហ៍សហគមន៍ពិភពលោកគឺជាទិវាមួយដែលជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន140សប្តាហ៍នៅក្នុងសកលលោកគេតែងប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3ខែ11ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងពីឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2010គឺទិវាសហគមន៍ពិភពលោក គាត់បានចាប់ដៃគូជាមួយសមាគមសហគមន៍វិស័យកម្ពុជាដើម្បីជា co-host មានន័យថាជាដៃគូដើម្បីប្រម៉ូត event ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យទីវាសហគមន៍ភាពពិភពលោកហ្នឹងវាមានកាន់តែធំទូលាយជាងបាទពីព្រោះថាយើងមកតំណភាពដែរដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានប្រទេសចិនប្រទេសអឺរ៉ុបគឺយើងមានទង់ជាតិមួយនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់នៅពេលដែលយើងចូល ទៅក្នុងវេទិកាធំៗអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសហគ្រិនសមាគមសហគ្រិនវិស័យកម្ពុជាបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសហគ្រិនពិភពលោកសមាគមសហគ្រិនពិភពលោកឬក៏ TV បាទអត់ទេបងTV សម្រាប់តែ TV នេះមួយទេបាទសម្រាប់TV សហគ្រិនគេហៅសព្ទាសហគ្រិនភពសព្ទាសហគ្រិនពិភពលោកអញ្ចឹងសព្ទាសហគ្រិនពិភពលោកនឹងមានប្រទេសណាដែលជាមេជាកៅឬក៏អ្នកណាជាបង្កើតឲ្យមានពិភពលោកនឹងផ្នែកសហគ្រិនក៏ពិតអាហ្នឹងគឺមាន founder គាត់មួយតែបន្ទាប់មកគឺយើងfound ហើយបន្ទាប់មកវាទៅជាplatformមួយglobalគឺសម្រាប់ប្រទេសពិភពលោកពិភពលោកប្រទេសណាខ្លះទៅរៀបរាប់ខ្លះៗបានច្រើនបងមាន chắc đấy, bớt tay phải ở Rốp, bớt tay không ở Asean dương, mà chấm nuôn phốm. Chúng vì miền chỗ American. American. American, Ông Lê. Japan. Rang, Japan, Japan Korea, Chân. Bạn. Nghĩ tới bớt tay phía tràn. Bớt tay. Để thông thông phía tràn. Sắp tập bớt tay mà hàm nán nước vì kì miền là TV xã cân bị phục lộn không? Bạn. Bạn. Nhưng hai tha TV sắp đa xã cân phía bị phục lộn đòi xa. Chỉ platform mùi không mà sắp đa nâng được món. Cứ kì miền cam bị thi xã cân tràn mềm tên. ដែលក្នុងគោលបំណងមានបួននៅក្នុងសព្ទាសហគមន៍ពិភពលោកហ្នឹងទីមួយគឺដើម្បីបង្ហាញ inspire inspire មានន័យថាដើម្បីឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់តាក់ទាញគាត់ចង់ធ្វើមើលឃើញភាពជោគជ័យរបស់ចាស់ទុំពីមុនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើចង់ធ្វើមានន័យថា
tivi vi sa kran bipup lok nung ku tiek tieng manuh oy chap aram khnung kamnit sa kran kamnit chnai pradit khnung ka ngai rosi nung chi objective ti 1 che ba ba objective ti 2 ku connect connect mean nei tha thua oy sa kran khmeing khmeing chnuan krao jeung nung ba ban chup chum khnie che networking ba che bandan che bandan bandan tamneak tamnong ba neu khnung sahakom neak thurakich bạn nè OC bạn hay giờ chỉ objective thì bay nữa cứ mentor mentor miền này tha nó pe để quạt miền trầm nóng tha trong thừa business nơi thu đặc kích hay quạt ở chập đam chập miền networking hỏi bạn pe tham và chặt quạt trong rosi bạn hay quạt miền bần đán bạn bần đán nhờ mật phe bạn chỉ chán bạn hay bắt đầu một tiết thành bắt đầu một tiết cứ objective thì bay rồi bỏ thì việc sắp đặt sẵn việc phục lộ cứ mentor cứ miền này thì nơi để quạt châu thật nông trường cao nâng cứ quạt miền chắc tôm để chui advice quạt thay ô anh tập lâu này trâu được khó bạn dân cua thơ mà đầm bay chột chạy mentor nó cứ đầm bay bằng hai lâu mentor nó ngồi dây tới bộ máy thác cừu bạn cừu mình nhẹ chui bằng hạt bằng hai bạn bộ cừu về nhẹ kia đã lâu nâng cái chạy đằng lâu thác cừu nâng ở hai cái đa rô si, cái rô si dù chứ làm hơi cái đằng phơi, cái chui bằng hàng phơi dương chứ ấy bạn bọn ok anh nói người chỉ objective thì bởi bạn hay objective thì buồn lúc nó phê để thua sắp đa sắc kênh phía phục lúc nhưng khơi mà tất cứ phê khơi nè tại khăn ông mà tất nắng cứ trong bằng hàng tự đo là ở thạp ba này bởi tên mùi mùi thà sắc kênh phía nắng cứ chỉ phân hại mùi chỉ cho là có mùi này cầm bản sẽ được kịch bạn. Hay dương miên ca và mẫu và đông làm bầy chui support nơi cô nhộp bài còn nhiều bài bảo bạn bạn nằm bay ở miền thiết châu mùi bạn vì phố tha ở tháp báo chúng cá quật đã chỉ cô nhổ bay màu tới quật thời ca dương nơi khẳng khẳng cao nằm bay phẹp tới quật bên nhà cô nhổ bay nó trời được khổ bạn thay dương trong màn mình nằm bay đã ở trời nhìn chứ bạn đây thằng cô rồi tháp bị báo môn là đã cô nhổ bay của xoay dưới ông pí phần này ai cái chuẩn bạn được gặp phần này ai cái chuẩn nằm bay đang thay ai cái chuẩn trời ca chẳng mất ở vị si kia cho mỗi cô nhổ bay bỏ rọt bạn nằm bay ở bát tây chiết dương việt nam rạn đầm một tiệt nít chiếc cô bằng nón buồn này này xã cần việc phục lộc chứ sở rộng màu vánh cứ dân miền buồn nặng bạn tìm mui cứ inspire bạn tìm pi cứ connect làm bài ở cận miền network miền bản đán tìm bấy cứ bằng hàng bằng hàng lớn và tìm mối tiện tiếng tìm pi miền bản đán tìm bấy bấy miền crew miền crew tìm buồn tìm buồn cứ dân chia sầm lệ mui đầm bay tới cô nhập bài feedback tới cô nhập bài rồi thả bài đầm bay rồi thả bị bao nhiêu đằng tha dương miền đầm rời ca ở ấy đầm bay ở cầm nót côn vô bay ở xì khía ở vì miền ca luôn lọt này sẽ được cảnh bạn lại chấm nuôi bạn vì phút này chỉ cả ta sầm khăn mền tèn đôi chỉ nhẹ lụa hay là customer chẳng và thả ba cọt phịa đôi chỉ nhẹ lụa dương chỉ hạ tệ chôn nhẹ chôn chứ nhẹ lụa hay là hạ tệ chôn chỉ tôi tới cơ ca feedback từ bên nhà màu thầy ca xoay vô khía bạn xoay vô bị khía từ bên nhà màu bạn vì đầm rời ca bạn đầm bay ở ca nghe nó về từ một lọ bạn bạn chẳng thay nít cứ dùng miền video clip trong đồn pì là sa mạc cùng sạc kênh với mình Campuchia trong nòm nâu video clip trong đồn pì nít đầm bay xoay dù thả vậy tới chia cầm đất sạc kênh bà hay bố ấy lưu ta cầm đất sạc kênh về khác bị bạ dù hay chẳng miền rụp hiếp miền video clip bằng hán nhưng cực thà à nghề dù chẳng xong ở khang bà chạy cái tế bà xong chui chạc video clip muối là TV sạc kênh với phục lộc đèn nâng bằng hàn chu nâng bên này. Bạn. The next great entrepreneur is out there. A person with a passion to turn an idea into a business, create jobs, grow the economy, and change the way we live, work, and play. The next great entrepreneur is out there. Will it be you? An entrepreneur with an idea can change the world. Get started now. บาดนี่คือวิดีโอคลิปคล้ายมวยได้บังหาฉลองบัญจางอัมพีกำหนดชั้นในประเด็ดหรือก็กำหนดสักครั้งได้จมรุ่นเอาจนปีคู่ขบามนุษย์เอาเจนเจริญตะพอลเจริญแสดงให้บังการจีเซตกับบังการเชื่อเซตกับดำไปตรงประเทศมวยหนึ่งตรงพิภพโลกในต่างมูลแต่มาลองจังอะไรเงี้ยมาลงพิสัตว์เป็นวิดีโอคลิปมันลงอันเป็นโยบานอย่างไรที่จ้องบังหาพี่ไว้แต่บัดขนมวิดีโอคลิปเหมือนยังเคยเนี่ยมีเหมือนมาจังกองทมให้ประตูมาคือเนี่ยจริงมีในท่าเปียท่าอินเทอร์เพเนอร์คือมีเหมือนจราเนี่ย
cứ việc chấm rắn trên pin mà nữ mà chẳng cao thôm để mà nữ mà nẹt nắng cứ cọt chỉ nẹt chân này bị đứt đôi bông bị bớt sạc mình chẳng chân này bị đứt pin cầm nứt để cọt cất khơi thành chấn hai cọt thơn cọt cọt prai khai à cầm nứt bọc cọt nắng ở tới chia action tới chia sạc cam mà nâng lật tập hòa nâng lật tập hòa sạc cam mà phết cọt nắng là việc mình ở đây để cái trong bài hai mươi này cha chia sạc cần phết nắng cứ cọt vô vô à cầm nứt nắng tới chia sạc cam mà phết đầm bay và cát càng nghĩa đầm bay thua ai sẽ được kịch và tây muối miền ca chuyên lớn đầm bay plafado ở bị phục lộ nhưng chẳng anh ấy cứ chia cầm đất xã cần phiệp hai chồng và chóp này sport mình nhá cái số tha it will be you miền này tha ta 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 nhẹ đằng tây chuyển chẳng thế nhưng chẳng này hai chia objective này ở sắp đa xã cần phiệp bị phục lộ chia cô cầm đất này sắp đa xã cần phiệp bị phục lộ mà hiện đại dương parop thơ lang ở năm nay nơi bờ tây cam chia dựng đáy đầm bay chùm rôn ở miền ở ca không biết chùm nón cao dương quạt che đồ ở phát cầm nát bọc quạt vì ở bấy giờ quạt cất ở trên tay chỉ action bà trai khai ca kết nông chất đầm bay trên giờ sẽ cầm một phía nâng là tập hòa bực kết đặc nông chất ở trên giờ sẽ cầm phía có một bàn hòa đại bạn ở khuôn lục sắt nhằm nâng xạ xu nơi vẹn tì pi bằng to tiết hay chọn nâng thà tì vi xạ khuôn phía bị phục lộ nâng bộ bật láng nơi phê nà nút tì tiết lộ phía sắt nâng chìm đẹp chùn xong bạp bên đi xong càn nhạt xong rạ môi phát sân bát VTP của ban trên mặt đọc trong bát của sông Clem nó còn trong bộ rất dân Subaru và đại chia rất dân phát lạc nơi bà tế chấp bốn đại bàn còm trô nơi nông cam bởi thị này hay rất dân chia bộ phết môi đại bà đọc nó sẽ bắt đặc thiêu cấp bộ đời xa tại mà xin việc đế hay bí sông thẹt trên trong hiếng cắt bằng thoi phép khlên khá lông nơi nông cam bạc bò chìm xét lực lợi bọt hay mùi tiết cứ Campuchia lái đại chia cầm phân rọt đại thần nia phần này ហើយថានិរន្តរភាពបរិញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រមគូសាបាទនៅពេលនេះប្រើប្រាស់សេវាកម្ពុជាឡៃនិងទទួលបានហៅថាសវត្ថិភាពផ្នែករិញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រមគូសាហើយមួយទៀតសាលាអន្តរជាតិញូវយ៉កនិងទទួលសិស្សចូលរៀនថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូ2013ខាងមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយវាផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងទៅសាលាអន្តរជាតិញូវយ៉កបាទ មកលោកពិសិដ្ឋឥឡូវយើងនិយាយអំពីសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលយើងបានសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញមួយទិវាមួយទៀតហៅថាទិវាសហគ្រិនពិភពលោកបាទទិវាសហគ្រិនពិភពលោកសប្តាហ៍ទិវាសប្តាហ៍ពិភពលោកបាទសប្តាហ៍សហគ្រិនពិភពលោកបាទសប្តាហ៍នេះពាក្យថាគេប្រើពាក្យសប្តាហ៍អញ្ចឹងមានធ្វើសប្តាហ៍សហគ្រិនពិភពលោកនឹងមានប្រព្រឹត្តប្រ rup ឡើងនៅពេ
ពីថ្ងៃ18ដល់ថ្ងៃ24ប្ររពមួយសប្តាហ៍ពេញហ្មងណាបើសិនជាយើងដោយសារប្រទេសយើងទំតែថ្មីគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យពេញមួយសប្តាហ៍បាននេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី21ហើយនិងថ្ងៃ24ថ្ងៃ21គឺយើងប្ររពធ្វើជាមួយយើងសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងស្អែកនេះតែម្ដងស្អែកបាទថ្ងៃនេះ20ហើយបាទគឺជាសកលវិទ្យាល័យដឹកមុខគេផ្នែកធុរកិច្ចបណ្ដោះក្មេងមុខវិជ្ជា business ណាសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវពេលបើកថ្ងៃស្អែកនេះគេបើករបៀបម៉េចហើយមានអ្នកចូលរួមសេរីទេបាទស្អែកហ្នឹងមែនតើគឺយើងធ្វើតែជាមួយនិស្សិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ National University of Management បាទតែមួយនឹងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទហើយតែមកកណាត់ព្រឹកគឺម៉ោង8ដល់ម៉ោង2:10បាទហើយនៅថ្ងៃទី24ទើបយើងធ្វើមាន event មួយធំបាទនៅCKCC បាទ24បាទ CKCC នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយើងបាទភូមិន្ទភ្នំពេញបាទនឹងនៅថ្ងៃទី24បាទនេះជា event ធំគឺយើងធ្វើមួយថ្ងៃពេញចុះបើបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាចេះឥឡូវលឺតើសហគ្រិនភាពនោះគាត់ចង់ដឹងចង់ចេះព្រោះសហគ្រិនភាពជាអ្នកបង្កើតលុយបានច្រើនណាស់ហើយអ្នកណាក៏ចង់ខ្លាចជាអ្នកមានលុយច្រើនដែរហើយមិនដឹងថាបង្កើតរបៀបម៉េច
chứng còn trong xoay nhu rồi trong châu ruộng đồng bây giờ đăng thà xã cái lần phía bây giờ mình còn ở châu ruộng bàn chẳng bao giờ có châu ban bằng còn ai register nơi ngay đăng thà mà đón cặp bán cho chúng mua bạn cho chúng mua nơi ngay mà pay buôn nữa nơi pe đại dương tại đó là CKCC nữa cứ miền counter để register ban nơi pe đăng thà chương dương đa châu từ mọi ngày pay buôn đa châu tới xong cái cho chúng mua châu để mà bạn miền bằng lối bằng cãi đấy bạn chỉ tôi thấy dương miền contribute khá bằng bậc quạt chỉ con sát cứ chia sát ni sát cứ quạt contribute bảy đô la cho luôn bảy đô la hay bậc quạt mình mệt thế quạt contribute năm đô la tại sao về ngày nắng dương miền lunch bọc chun quạt chắc mà thầy thay là lui để quạt cho luôn nữa là bây giờ tới tính hà về ngày trăng bạn quạt bình tại mình cron này bằng mình đang đây đời xa dương miền sponsor dương mà chân luôn để quạt cho luôn chấm này chấm rồi sai sạc cần hiệp nắng tiếp dương subsidy bán khá tiện dương để bọn đang xếp vậy giờ mà công phía trên nơi sọc mai dương cứ dương đầm ná ca tự ban đời xa ca kia cồn vì cầm hôn nông sọc dương cứ miền này mà chui bạn khi mà các thanh niên chia cả là o mùi đáy bộ ý bị khám ai dưỡng người ta còn là lưu đọc đó mà xa mà khơi mà đoàn thì khơi đọc đó mà xa mà nâng có phát tiếp nâng lụa mà đoàn này chứng bọn bọn này chẳng khai chứa xa cơ đơn phiếp nâng cứ thà châu rũm nơi thằng ngày thì mà phải bốn nơi nông sở còn bị chia lại hôn mình nông bình nông bạc ở bên nâng nông bạc ở bên nâng đoàn nông CKCC bạc và nâng nơi tam plâu xã Pon Đô Si bạn CKCC chẳng còn ảnh chơi đấy chỗ mà chăm khai chứ chỗ trong đó bạn chỗ đó xong cho chú mua chỗ rùm một màn trăm đô la rưu bây đô la đấy thì sạch đó nè bạn và nằm bây xoay nhu lòng bì xã cơ đơn phiếp nâng kì thua mạch lại hay nơi thằng ngày nó phong nái dương cầu miên ở trường việc mình dương chỉ chắc tùm đại quạt ở chốt chơi nơi không vì sai thu lại kịch nằm bay đọc đồ bọt bằng bọt vì sao bọt quạt nơi không ngày nữa hay cầm miên ở mình trai rồi thả bao dương mà chuyển luôn có quạt cho chai ẩm lệ thả ta quạt support mà không xã cân cô dỗ bài rồi mình còn dỗ bài nằm bay lực cà pia cà pia cà pia xã cân nâng ở việt đọc đà lá nữa bạn và đọc đà lá nơi sọc mày ba bờ sân ở miền xã cân thế còn mình miền nhà bằng phun mình chân này thay vậy không bộ xã cần đang rồi lôi bàn nó bằng phôn chun đoạn sầm khăn phôn nâng từ dương bạc cát càng nghiệp bàn tràn càng nghiệp mà bạn quân đội bị sạt lại đi trong ai bằng phôn tôi sẽ chun tạm đàn cho mỗi video clip cho mỗi trong bàn cho mỗi năng lực bị sạt đó bạn nghe bà chân làm bay xoay nhau làm bay xoay nhau là vậy tới thà sắp đa xã cần khi bị phục lộ đi bạn chân sùng đẹp trai cái tít sùng bị tả chạm clip mỗi và video bạn I'm Jonathan Ortmans, and I'm with Global Entrepreneurship Week. Global Entrepreneurship Week is challenging to understand in some respects because it's 35,000 events happening at the same time in 125 different countries. Global Entrepreneurship Week offers you the opportunity to come and test your aptitude. Join a networking event. Come and meet a mentor. Come experience a boot camp. Come and experience some other element of the startup community in your city, in your town, and learn about whether or not at some point in your life you may have the interest and the skill to be able to join a startup. And I think this has been effective in allowing people to feel that they're not only driving more of their fellow citizens to consider the path of entrepreneurship in their own countries, but they're learning and participating with people from other nations. It's really in the hearts and the minds of the individuals in each of these countries. There's a way that now we think entrepreneurs might be the force for change in their countries for things beyond just economic change. That they can actually make the world a better place. The field of entrepreneurship is no longer something of narrow commercial significance. It's something of more cultural consequence. It's something that represents the possibility of human endeavor for the benefit of all. The globalization of startup communities actually gives the world a much better chance at solving some of the intractable challenges of the decades past. So in a sense, we see more citizens
trying their hand at helping the world innovate its way out of its challenges. The world needs more entrepreneurs. It's a question of inspiring more people to recognize that it's more important to the future of their societies than they previously recognized. Global Entrepreneurship Week is an idea bigger than all of the communities that make it up, and it represents something that we can all aspire to, which is to be part of one global community of people ferreting out better ways of doing things and improving the lives of our citizens. Video clip ban ban chop ta hai hai chong ai lok pisat pyol bathaim mai mai do chi pyol mon ton kha bok bai ba som pyol bathaim ta rup video mai nang ke ban chong men dai banchea oi mien dai yang mai ta ban ban ko video clip nang jeung aich access ban nei neu leu website dai mien www.unleashingidea.com ba rue muoy jeung search na global entrepreneurship week na knong google vi nang khoeng ba spot ni khon na chong bahan jeung ឲ្យដឹងថាអ្វីទៅជា Global Entrepreneurship Week គឺជាអ្វីទៅជាសប្តាហ៍សកម្មភាពពិភពលោកបាទគេចង់បង្ហាញថាសប្តាហ៍សកម្មភាពពិភពលោកហ្នឹងគឺជាការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាសហគ្រិនឲ្យចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់មាន idea និងបង្កើត business របស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីនឹងវិញគឺគាត់អាចមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអីមួយហើយបន្ទាប់មកគាត់ turn គំនិតគាត់ប្រែប្លាយគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាសកម្មភាពអាជីវកម្មដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងអានេះជា objective ដើម្បីបង្ហាញជាគោលគំនិតដែលចង់បង្ហាញថាស្អីទៅជាទិវាសកម្មភាពពិភពលោកអរគុណលោកពិសិដ្ឋឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាលោកពិសិដ្ឋម្ដងព្រោះថាលោកពិសិដ្ឋឥឡូវមិញបានបង្ហាញដល់បងប្អូនទស្សនិកជនថាអ្វីទៅសក្តានុពលអ្វីទៅសមាគមសក្តានុពលវិញ្ញាណបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយពិភពលោកបាទចុះខ្លួនពិសិដ្ឋផ្ទាល់នេះអ្វីជាសហគ្រិនភាពរបស់លោកពិសិដ្ឋទៅលោកពិសិដ្ឋមានបង្កើតគំនិតឬក៏ចំនួនអ្វីខ្លះទៅក៏ពិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំនួននៅឆ្នាំ2007បាទ2007ពេលនោះគឺយើងបានបង្កើត idea មួយគឺបើកហាងលក់តុក្កតាក្មេងលេងបាទនឹងហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរពីការគិតបាទទៅជា action បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួម business plan competition ហើយគឺយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅជា action អញ្ចឹងលោកពិសិដ្ឋធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើផែនការចំនួនបាទកន្លង competition នៅឆ្នាំណាឆ្នាំ2007បង2007លោកពិសិដ្ឋបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងសរសេរផែនការចំនួនបាទអូខេពេលប្រកួតប្រជែងទៅលោកពិសិដ្ឋបានលេខប្រហែលពេលនោះលេខ3បងបានលេខ3ហ៎បាទក្រុមខ្ញុំបានលេខ3នៅក្រុមបាន3ផែនការចំនួនលោកពិសិដ្ឋបានលេខ3ហើយយកផែនការចំនួនទៅបើកជាក់ស្ដែងយកកំណត់ហ្នឹងទៅបញ្ចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឥឡូវបានលទ្ធផលអីខ្លះហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានbusiness ខ្ញុំគឺមាន Toys and Me Toys and Me ដែលជាឧបករណ៍ក្មេងលេងបាទដំបូងគេផុតហើយឥឡូវត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាហាងមួយដែលជួយឲ្យក្មេងយើងចំនួនក្រោយហ្នឹងឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់មានណារបស់លេងត្រឹមត្រូវបាទស្របតាមចិត្តសាស្ត្រនិយាមគ្រូកុសលអីបាទនិយាមគ្រូកុសលបាទនិយាមគ្រូកុសលបាទទី2បន្ទាប់មកឆ្នាំ2011ថ្មីនេះបាទគឺយើងបានទទួលសិទ្ធិចែកចាយទូរស័ព្ទម៉ាក LG ហើយនឹងបាទបន្តដល់ឆ្នាំ2012គឺក្រុមហ៊ុន LG ដោយសារឃើញ performance របស់យើងល្អគឺគាត់បានចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្រុមហ៊ុន GG បាទផ្ដល់សិទ្ធិបន្ថែមទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទហ្នឹងធ្វើការចែកចាយផលិតផល LG Electronic ទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងម៉ាកគឺលោកពិសិដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ LG តែម្ដងបាទមានទាំងទូតកោម៉ាស៊ីនត្រជាក់និយាយទៅគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានធំជាងមុនបាទអរគុណលោកពិសិដ្ឋបាទដែលបានចូលរួមអរគុណបងបាទអញ្ចឹងបើនិយាយថាលោកពិសិដ្ឋបានដើរមុនបានប្រឡងធ្វើផែនការចំនួនឲ្យទៅសេលើកណ្ដាស់ហើយប្រែក្លាយពីកំណត់នៅក្នុងកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក៏បង្កើតហាងលក់ឧបករណ៍ក្មេងលេងឈ្មោះថា Toy and Me ក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំចំនួនក៏ដូចជាកំណត់សហគ្រិនក្រុមហ៊ុន LG របស់ប្រទេសកូរ៉េក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខតែម្ដងហើយបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃផ្ដាច់មុខសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចែកចាយផលិតផលម៉ាក LG នេះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកសុកពិសិដ្ឋសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ